Sáng ngày 6 tháng 7, trước cổng bệnh viện Quân y 175 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh có hàng nghìn người dân xếp hàng chờ làm thủ tục xét nghiệm COVID-19. Trước đó ngày 5 tháng 7, bệnh viện này quá tải vì số lượng người dân đến làm xét nghiệm để đủ điều kiện lưu thông qua các tỉnh. Theo ghi nhận của Vietnamnet, trong 2 ngày gần đây, bệnh viện tiếp nhận hơn 3.000 người, trong đó có khoảng 1.000 người đi xét nghiệm để có giấy kết quả âm tính nhằm phục vụ cho việc di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Bình Dương và một vài tỉnh, thành phố khác, thậm chí có cá nhân đi nước ngoài. Đối tượng đến làm xét nghiệm chủ yếu là người lao động, tài xế, công nhân. Chi phí mỗi người cho một lần test nhanh là 350.000 đồng. Có người đã đi test đến 3 lần vì hiệu lực giấy xác nhận âm tính có thời hạn ngắn, trong khi nhu cầu di chuyển của người dân thì liên tục. Tại Bệnh viện Quân y 175 sáng ngày 6 tháng 7, người dân đến xếp hàng dài trên đường Nguyễn Thái Sơn để chờ làm xét nghiệm. Các nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 di chuyển liên tục để nhắc nhở người dân xếp hàng và giữ khoảng cách an toàn. Tuy vậy, rất khó để kiểm soát hết được những lượng người dân đến đây ngày càng đông. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh trong buổi họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng ngày 5 tháng 7, các bộ ngành cần nhanh chóng triển khai phương án kiểm soát người dân ra vào thành phố Hồ Chí Minh thông qua mã quét QR. Tính đến 13 giờ ngày 6 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 419 trường hợp mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 7.000 ca.